Chào bạn, ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách lấy cookie. Thì có một số bạn sử dụng cái cách lấy cookie thủ công á, tức là chúng ta sử dụng phím F12 hoặc là Ctrl Shift Y này này. Thì nó hay bị lỗi đúng không ạ? Nó bị lỗi. Thì bây giờ Nhất sẽ sử dụng cái cách đó là lấy cookie bằng extension. Thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào nick Facebook của mình đúng không ạ? Nhập vào nick Facebook của mình trên Google Chrome đúng không ạ, hoặc là trên Cốc Cốc đó. Và các bạn truy cập, đăng nhập xong nick Facebook đúng không ạ, thì các bạn truy cập vào cái đường link này cho nhé, forysoftware.com/getcookie đúng không ạ. Đây cái đường link này, đây cái đường link này đúng không ạ. Thì cái đường link này Nhất sẽ để ở dưới cái video hướng dẫn này, thì các bạn có thể click vào đúng không ạ, hoặc là các bạn truy cập trực tiếp vào cái đường link forysoftware.com/get-cookie. Rồi Nhất sẽ truy cập vào đường dẫn này, copy. Rồi ở đây thì Nhất sẽ sử dụng trình duyệt đó là Google Chrome đúng không ạ. Thì các bạn có thể sử dụng được cái cách này ở trên trình duyệt Cốc Cốc hoặc là Chrome nhá, còn Opera thì các bạn sẽ không sử dụng được đâu. Rồi khi mà hiển thị ra cái giao diện này thì các bạn click vào thêm vào Chrome đúng không ạ, thêm vào Chrome. Rồi thêm tiện ích. Rồi ok, bây giờ các bạn quay trở lại cái giao diện Facebook của bạn, các bạn click vào ở đây thì Nhất có nhiều cái ứng dụng quá thì nó sẽ hiển thị như này, không thì của các bạn sẽ hiển thị ở trên đây đúng không ạ. Rồi các bạn click vào Get Cookie Token, thì đây là cái ứng dụng để chúng ta lấy cookie với token. Rồi các bạn, công việc của bạn chỉ cần click vào Get này đúng không ạ. Rồi copy, sao chép đúng không ạ, sao chép, và các bạn dán vào cái note đúng không ạ, file note của bạn, và lưu lại, lưu lại, và các bạn tiến hành lưu lại nhá, lưu lại đúng không ạ, lưu cookie, lưu lại yes. Thì cái này các bạn có thể sử dụng để sử dụng cái phần mềm khác nếu yêu cầu đăng nhập bằng cookie đúng không ạ. Ở đây thì Nhất sẽ sử dụng cái phần mềm Automarket Play. Đây, Nhất khởi động đây. Khởi động Automarket Play. Đó, và chúng ta click vào thêm. Và chúng ta click vào cái file chúng ta đã lưu này, mở lên. Đó, thì ngay lập tức cái nick của chúng ta được đăng nhập vào phần mềm này. Đó, rất là đơn giản đúng không nào. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách thủ công hay là lấy bằng cái extension này đều được đúng không ạ. Các bạn lấy cái cookie bằng cái này thì nó dễ nhất. Đó, công việc của bạn chỉ cần cài đặt đúng không ạ. Nhắc lại là các bạn truy cập vào cái đường dẫn, truy cập vào cái đường dẫn forysoftware.com/get-cookie đúng không ạ. Cái đường dẫn này thì Nhất sẽ để ở dưới cái video hướng dẫn này, các bạn click vào để cài đặt thôi. Cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành click vào cái ứng dụng này đúng không ạ. Đấy, việc của chúng ta là copy và lưu lại. Đó, như vậy là xong. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc bạn thành công.